sáng tài năng. Dạ con xin chào cả nhà. Con thấy rất là háo hức để biết được ai sẽ là quán quân của chương trình Thần Kỳ Âm Nhạc Nhí 2017. Cảm xúc của con ở đây gọi là chung kết là con rất là hồi hộp và không biết ai là quán quân, con rất là tò mò. Hello mọi người. Cảm xúc của con chết đêm gala chung kết thì con cảm thấy rất là háo hức và hồi hộp xe chờ đợi là ai sẽ là quán quân năm nay. Cảm xúc của con khi mà được hát chung với các anh chị trước đêm chung kết thì con cảm thấy rất là vui và háo hức, không biết là năm nay trong một trong ba anh chị ai sẽ là quán quân ạ. Trong tất cả các loại sữa cung thì con thứ nhất là vị sữa cacao, tại vì sữa cacao rất là ngon mà nó rất là béo. Con rất là thích sữa cam vì nó rất là ngon và nó rất là thơm. Trong tất cả vị sữa cool thì con thích vị dâu tại vì nó có mama bay ở phía sau nhiều nhất. Tỏa sáng tài năng.